Thưa quý vị và các bạn, hiện nay phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên các trường cao đẳng đại học ngày càng được quan tâm đẩy mạnh với nhiều chương trình hỗ trợ từ phía nhà trường. Các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, các sản phẩm khoa học công nghệ được sinh viên quan tâm nghiên cứu thực hiện rất bài bản, được đánh giá cao, thể hiện tính ưu việt cả trên lý thuyết và ứng dụng thực tế. Qua đó cho thấy tài năng, đam mê nghiên cứu khoa học, ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo cũng như khát vọng được cống hiến cho xã hội từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường của lớp sinh viên hiện nay. Mời các bạn cùng theo dõi phóng sự. Năm qua, phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học tại trường Đại học Đông Á Đà Nẵng đã có những bước phát triển mới với nhiều đề tài có tính ứng dụng cao được triển khai. Sinh viên tích cực tham gia nhiều cuộc thi, nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp đạt thành tích tốt. 3 đề tài vào vòng chung kết của cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp thành phố và 1 đề tài đạt giải khuyến khích. 3 đề tài đạt giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học EJK. 6 đề tài tham gia triển lãm liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam kết nối quốc tế và chương trình liên minh đổi mới hợp tác sáng tạo thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo mở quốc gia. 7 dự án khởi nghiệp tham gia trưng bày tại cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2022 và 1 dự án khởi nghiệp của cựu sinh viên đạt giải ba. Trong nghiên cứu khoa học thì nó hỗ trợ cho em rất nhiều trong cái việc là em quyết định lựa chọn nhóm khách hàng nào hay là đối tượng khách hàng nào để em tiếp tục phát triển cái hành vi của họ cùng với sản phẩm của mình. Nhà trường hiện tại đang có những cái bước tiến tạo điều kiện cho các học sinh sinh viên bây giờ là rất mạnh rồi, và em cũng kỳ vọng là các bạn sẽ giỏi hơn nữa và thậm chí các liên đội nhóm giỏi hơn nữa để tiếp tục. Thời gian qua, nhiều sản phẩm nghiên cứu khoa học ứng dụng của nhà trường đã được hoàn thành và sử dụng trong thực tế. Trà túi nấm linh chi, rong cho sấy siêu âm, nước uống dinh dưỡng đóng chai, tinh bột nghệ sấy lạnh tách tinh dầu, bộ 3 máy đo thân nhiệt rửa tay sát khuẩn, dung dịch rửa tay sát khuẩn, nước súc họng miệng, xe sử dụng năng lượng mặt trời. Tại chương trình kết nối sinh viên với chuyên gia doanh nghiệp diễn ra tại khu công nghệ cao Đà Nẵng, các sáng kiến khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên Đại học Đông Á đã được chọn giới thiệu đến các doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Trong đó, sáng chế nồi cơm điện thông minh tự động hóa quy trình nấu cơm được mang ra giới thiệu và gọi vốn tại chương trình. Ứng dụng drone vào công tác cứu hộ đuối nước cũng được các doanh nghiệp, nhà đầu tư đánh giá cao. Tại cuộc thi thường niên về nghiên cứu khoa học ứng dụng phục vụ cộng đồng và khởi nghiệp năm 2022 với chủ đề sinh viên nghiên cứu khoa học đột phá tư duy thi đua sáng tạo chiếm lĩnh thành công, nhà trường đã thu hút 35 đề tài độc đáo ở nhiều mảng, từ xã hội đến kinh tế kỹ thuật, từ du lịch đến nông nghiệp của 87 sinh viên. Năm học 2021-2022 có 91 đề tài nghiên cứu khoa học đã được triển khai thực hiện, cũng đã cho thấy nỗ lực của sinh viên đối với phong trào nghiên cứu khoa học. Và hiện tại thì tụi em rất là quan tâm tới dự án khởi nghiệp và dự án mà tụi em đang chuẩn bị đang làm đây có tên là Xclin, bởi vì em biết được là thị trường của thành phố Đà Nẵng mình hiện tại thì mọi người rất là quan tâm tới sức khỏe và làm đẹp cho bản thân. Trong quá trình mà thực hiện ấy thì thầy cô trong khoa rất là hỗ trợ tụi em hết cỡ, gọi là tụi em thắc mắc gì thì thầy cô luôn sẵn sàng hỗ trợ cho chúng em. Và ngoài ra thì thầy cô còn định hướng cho tụi em một số cái nội dung và cái chủ đề khác để cho tụi em có thể bám sát vào hơn. Không gian khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo vừa được thành lập năm 2022 tại trường Đại học Đông Á Đà Nẵng, được thiết kế gần gũi với tự nhiên để kích thích óc sáng tạo, gồm các không gian làm việc chung, không gian thảo luận nhóm lớn, nhóm nhỏ và không gian làm việc cá nhân. Đây là nơi được kỳ vọng trở thành địa chỉ hỗ trợ bồi dưỡng các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của giảng viên, sinh viên, kết nối đồng hành với cộng đồng nghiên cứu, các chuyên gia doanh nghiệp, các tổ chức có ý tưởng sản phẩm khởi nghiệp cần được hỗ trợ theo khu vực miền Trung và trên cả nước. Để phát triển kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên, Đại học Đông Á đã xây dựng cái bộ môn là quản lý dự án và khởi nghiệp. Thì ở đây thì thiết kế những cái môn học như là design thinking, quản lý dự án và khởi nghiệp và thiết kế các bản hàng và truyền thông trên môi trường số. Bên cạnh công tác giảng dạy tại các phòng học thì giảng viên có thể sử dụng không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở trường Đại học Đông Á. Về khởi nghiệp thì chúng tôi cho đó là một cái hướng đào tạo rất quan trọng. Chúng tôi đã và đang sẽ tiếp tục cái chương trình xây dựng một cái hệ sinh thái khởi nghiệp tại trường. Trong đó có đào tạo cho sinh viên trong 8 tín chỉ từ design thinking cho đến thiết kế dự án rồi khởi nghiệp và quản lý dự án. Thứ hai thì chúng tôi tổ chức các cuộc thi từ cấp trường, cấp
khoa cho đến cấp thành phố và cấp quốc gia để tạo ra một cái sân chơi cho sinh viên. Chúng tôi sẽ nối kết một cái hệ sinh thái khởi nghiệp của các trường đại học cũng như là các cái hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố để tạo ra một cái môi trường hệ sinh thái chung để sinh viên có cái điều kiện mà phát triển các cái dự án khởi nghiệp của mình. Sự quan tâm, khuyến khích, hỗ trợ về tinh thần lẫn nguồn kinh phí từ phía nhà trường là tiền đề quan trọng để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đặc biệt là tạo sóng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên, qua đó đóng góp cho sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố trong thời gian tới.